Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kinh 2, sáng thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023, từ Eco Park Vendo, thủ đô Hà Nội, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm qua tôi có làm chương trình về con số, tiếng Anh gọi là spin number, thì được quý khán thính giả nói tiếng Việt Nam gọi là con số định danh. Con số định danh đó tôi nói về một nhân vật ở Houston, Texas. Hồ sơ tòa án cho thấy người đó là chuyên môn ăn cắp vặt và còn nhiều tội khác nữa. Tôi đưa ra chuyện này và ở trên Facebook trang nhà của tôi ra một bản thông cáo rất rõ ràng từ văn phòng của tôi. Đó là văn phòng của tôi trước đây đó nhận được những lời của các chị than phiền đã đưa một số tiền cho hắn, người thì 50.000, người thì 70.000, bị lừa. Tôi nói rằng văn phòng của tôi không có ai tên đó, không có ai tên đó hết. Có muốn thắc mắc gì đó thì kiếm người đó mà trả lời, chứ tôi không có chịu trách nhiệm. Khi tôi nói văn phòng của tôi trước đây là tại vì hiện giờ tôi đã đóng cửa văn phòng cách đây mấy năm để tôi quay về với tổ quốc, tôi về nơi đây, tôi không có văn phòng nữa. Thì lão nói rằng là chứ có văn phòng đâu bây giờ mà đòi có ra thông cáo. Bây giờ thì không có văn phòng nhưng mà hồi đó là có văn phòng, chính hắn đi nói rằng là làm cùng văn phòng với luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi nói vậy thôi. Ở trên trang nhà Facebook thì tôi có đăng luôn tất cả hồ sơ ăn cắp, ăn trộm và các tội khác của người đó. Tôi đăng hết. Ở trên YouTube thì tôi không có đăng được. Chứ còn ở Facebook họ cho đăng hết, đăng trọn gói. Thế lão đó mới chui vào ở Facebook của tôi, mới nói rằng là chứ yêu cầu Hoàng Duy Hùng đối chất. Tôi đâu có thèm đối chất với người đó làm gì. Quan trọng nhất là người đó không dám nhận là hồ sơ mà những gì tôi đưa ra đó là có thật. Chối vòng vo. Đối chất cái gì? Đối chất gì? Đối chất là hồ sơ đó thật hay giả. Thì cứ việc lên tiếng đi. Không dám. Rõ ràng hồ sơ đó là thật 100% của tòa án, nên không dám nói rằng là đó là giả. Không dám nói. Tại vì nếu mà tôi là giả, nó kiện tôi nát đầu rồi. Nên chỉ nói là để đối chất. Đối chất bảo rằng cho Hoàng Duy Hùng đưa ra bằng chứng là mạo nhận từ văn phòng đi. Tôi đâu có bao giờ nói rằng là hắn mạo nhận hay không. Tôi chỉ nói là các chị phụ nữ đó gọi cho tôi, thì tôi nói rằng văn phòng tôi không có tên người đó. Muốn thắc mắc gì đó thì liên lạc với cái người đó. Vậy thì lão đó trả lời với các chị đó, chứ tôi có cái gì mà phải đối chất. Trả lời với các chị đó đi. Tối hôm qua tôi còn nhận được tin, đó là các chị ở đây, một số chị bị dính rồi. Thôi các chị biết vậy đi. Bây giờ đó là hắn muốn nói gì đó thì nói trả lời với các chị đó, chứ tôi đâu có nhào vô trong cái chuyện của mấy người tha hồ mấy người muốn làm gì ngoài. Nhưng mà rõ ràng á, chuyện mà tôi nêu lên đó là hồ sơ tòa án ăn cắp chuyên nghiệp từ thập niên 1990, chứ không phải là một vụ đâu. Tới năm 2000 á, thì ăn cắp trên 500 đô la, dưới 1.500 đô la, đó là tội tiểu hình thôi, nhưng mà dưới 1.500 đô la, tòa cho án treo 10 năm. Hắn phải gọi là làm án treo, tức là 10 năm trời. Tới năm 2011, tòa mới tha cho vì đã làm án treo 10 năm trời. Hồ sơ đó, con đó, ăn cắp không phải một lần, nhiều lần. Cắp vặt chuyên nghiệp. Rồi còn giả mạo chui vào các cái điện toán hay là hồ sơ của chính phủ để mà gọi là tìm cách gì đó cạo sửa, tiếng Anh gọi là tampering with the government's documents. Không?
Tên của mình thì sử dụng nào thứ tên, là tên con gái của mình đủ thứ tên đó, ngay cả trên Facebook đủ thứ nick hết. Một người mà nghiêm chỉnh thì có sử dụng nhiều như thế hay không? Ngay cả cái gì, khai sinh đó. Thấy không? Lúc thì miệng thì kêu mình là sinh năm 49, 48 thì trong hồ sơ lại nói sinh năm 58 là cái gì? Nó đâu có thật đâu. Nên là yêu cầu Hoàng với Hùng đối chất. Hồ sơ tòa án cho thấy đây là một tên ăn cắp vặt, lưu manh. Thì tôi đâu có dạy gì mà đi mà gọi là chứ hạ mình xuống với một cái tên lưu manh như vậy. Nó cái việc là nói rằng là hồ sơ đó thật hay giả cái đã. Còn cái chuyện mà gọi là nó không muốn đối chất là vì sao, là hắn muốn đánh đồng. Ra đó để rồi ba hoa chích chòe, nói nhăn nói cùi rồi tố cáo tùm bậy tùm bạ. Trong quá khứ là làm những cái chuyện đó chuyên môn rồi. Chuyên môn cái chuyện đó mà. Tôi sẽ kể nhiều chuyện trong quá khứ khi tôi làm chủ tịch hoặc là nghị viên đó, liên quan đến cái lưu manh của nó. Thí dụ như tôi á, khi làm nghị viên rồi, thì cô em gái ruột của tôi làm chủ tịch cộng đồng, đó là bây giờ là chánh án Teresa Ngọc Hoàng á, nộp hồ sơ xin ngân sách của thành phố để mà tân trang trụ sở cộng đồng khoảng chừng nửa triệu hay 600 ngàn gì đó. Thì tôi giúp đỡ cho để cho mà các vị nghị sĩ đồng ý. Mà ở bên đó không phải là tiền mặt. Tiền đó là cái giá trị. Thì thành phố phải thuê nhà thầu xuống sửa, rồi thành phố trả cái số tiền đó cho nhà thầu trực tiếp. Khi cái tên này mà nghe được cái tin là được một số tiền tân trang trụ sở cộng đồng, thì hắn xúi dục người này người nọ nói rằng là chứ mất đâu tiền rồi. Rồi đi kiếm chuyện rồi rồi kiện rồi đủ thứ, rồi bảo là Hoàng với Hùng ăn gian rồi này nó. Cả cái cộng đồng nó sau thời gian bị xáo trộn thì người ta sáng con mắt ra. Sáng con mắt ra. Vì sao? Tiền không phải là tiền, cái đó là giá trị đồng tiền. Nhà thầu là do chính thành phố thuê, nhà thành phố trả. Mà tên này thì là có chuyên môn đi đánh phá thôi. Thấy người khác làm cái gì được mà không ưng ý là đánh phá. Lên tới tận thành phố xin là cho tôi xem 600 ngàn. Tôi có phần trong đó, đòi cùng với một số người bảo đòi 1/3. Nên khi mà thành phố giải quyết cái vụ của cộng đồng xong, thì thành phố nói là khi nào mà cộng đồng Việt Nam mà lên trên thành phố mà xin gì đó, chúng tôi không có dám làm gì hết. Vì những người như thế này nè, đó, như cái loại đó, kiếm chuyện. Lên rồi đánh phá đủ thứ, đủ trò hết. Nên sau khi mà cái lần đó rồi, tôi không có giúp được cho cộng đồng Việt Nam nữa. Mà tôi đi xin cho các cộng đồng của người như là người Hàn Quốc nè, vân vân, xin 1,5 triệu cho họ được. Xin cho các cộng đồng khác thì được, là tại vì các cộng đồng khác không có những con người dơ bẩn lưu manh như cái tên này. Tôi trải qua chuyện đó, tôi biết rất rành cái con người này như thế nào rồi. Nên cứ là bám xin tìm cách đứng gần tôi không cho là lý do đó. Tôi biết con người dơ bẩn như thế. Hắn hồi đó đòi đối chất, tôi cho một lần đối chất năm 2008. Khi mà sự thật được phui bày ở tại nơi đó, thì người dân nơi đó chỉ muốn đập mặt nát thôi. Nó sợ quá, nó trốn ở trong cái closet. Nên bây giờ bảo đối chất với tôi à, lại chơi cái chiêu gọi là chơi. Vì ở đây không có mấy ai biết các cái sự kiện, nên là thấy ra những cái sự kiện cũ mà đánh lận con đen đánh đồng. Tôi biết trước chuyện đó mà. Cũng như trên Bắc California nói rằng là ông Hoàng Duy Hùng này đó. Nếu mà vậy sao ông Hoàng Duy Hùng lên trên Bắc California đó, không ai dám lên tới đối chất Hoàng Duy Hùng chuyện đó, là tại vì sự thật là Hoàng Duy Hùng không hề làm cái trò đó, mà Hoàng Duy Hùng còn móc túi ra, tiền túi của ra trả cho một số tiền nữa. Cái con người này á là chơi cái chiêu đó, nên tôi biết bảo giờ mới đây xin ông Hoàng Duy Hùng là đối chất gớm. Lên đó là để bà ba hoa chích chòe, không có nói vào đề tài, đá sang đề tài khác để đánh đồng, để lừa người ta. Ai mà không biết, đã từng bị như thế rồi. Năm 2008 đã từng bị, và những anh em người ta ngồi dưới cộng đồng ở dưới là muốn lên tán vào mặt nó rồi. Nó sợ quá, nó trốn ở trong cái closet. Bây giờ đó là nói đúng tẩy, đúng tim đen. Nhiều chị hôm qua là biết rõ rõ rồi.
Thế là bây giờ là bể mánh, không làm ăn, không lừa gạt được ai nữa hết. Thì bây giờ muốn nói là hoàng với hùng mà không có dám đối chất là hèn. Ừ, thèm mà. Tôi đâu có thèm mà hạ mình xuống mà để mà cho mà ngang bằng. Đừng có mà mơ, đừng nằm mơ. Hồ sơ tòa án còn rành rành ra đó, không dám chối, thì đủ hiểu rồi. Còn cái gì nữa? Cơ hội để mà đánh đồng lừa bịp như kỳ trước nữa, để mà những người ở đây tôi mất thời giờ tôi dẹp đi. Những người ở Houston bây giờ nghe tên này là ai cũng biết hết rồi, tởm và gớm và lợm mà. Thì hôm qua tới giờ đó, hắn cứ chui vào trong cái Facebook của tôi lạy lục, đối chất đi. Ừ, là tôi làm gì mà thèm đối chất. Rồi tôi còn biết là hôm nay mà không ấy được là sẽ phải nhờ kênh này kênh nọ, nhất là cái kênh bẩn bựa đó, để mà gọi là ba hoa chích chòe tha hồ. Tha hồ. Khi mà không nói được cái rõ ràng, cái hồ sơ tòa án rõ ràng như thế ha, để đó là ăn cắp này, tampering with the government documents này, đủ thứ hết này, bị án treo này, vân vân. Trả lời đi, đi tù này, trả lời đi, con số này rõ như vậy đó, chối sao được nữa. Giống như bên này mà đưa ra cái bản cáo trạng rõ ràng rành rành trước mắt, chối được nữa, sống. Ôi, kỳ này bể mánh rồi nhá, đừng có lừa ai được nữa nha. Mà tôi thì không có nói rằng là như thế nào, mấy người họ gọi thì trả lời cho những người đó đi, chứ không phải là tôi. Tôi đâu có dạy gì dúng vô ba cái chuyện đó để mà tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã nói rồi, tôi không có biết mấy người có muốn gì liên lạc với nó. Nó trả lời với mấy người. Tên đó muốn cái gì là liên lạc với mấy người đó mà trả lời, chứ không phải liên lạc với tôi, không có đối chất gì với tôi. Tôi có cái gì đâu mà trong đó mà đối chất. Tự nhiên cái chuyện lừa mấy bà than phiền thì trả lời mấy bà, chứ phải đi đối chất với tôi nhá. Tôi nói đúng tim đen, nói đúng mánh của hắn, nên hắn không còn có thể lừa gạt các chị có tiền ở tại Việt Nam, nhất là một mối mà hắn đang ngắm nghé ở tại miền Nam á. Nếu tôi không lầm đó là tỉnh Bến Tre đó, thì chắc là bể rồi. Đau lắm, đau vô cùng. Bao nhiêu cái mánh lưới bây giờ bể hết rồi. Ai cũng biết đó là tên ăn cắp, ăn trộm, lưu manh, vặt. Chính hắn tự thú nhận mấy chục năm trời bám theo tôi, cắn tôi có thèm trả lời gì đâu. Nhưng mà đó, tôi về đây rồi, thì bây giờ đó, tôi chỉ cần đưa hồ sơ tòa án thôi, chỉ cần một chiêu đó thôi. Ăn cắp, ăn trộm, làm đủ thứ trò hết, thì người ta biết bản chất con người đó như thế nào. Các chị biết rồi đó, thì các chị phải tự lo bản thân thôi. Nên bây giờ hắn bị bể mánh mà. Nên chuyện mà hắn tự hào ở Houston, hắn có 9 tập 10 cái phụ lục. 9 tập tức là 9 đời vợ đó, 10 cái phụ lục tức là 10 cái lăng nhăng, còn nhiều chuyện khác đó. Thì các chị hiểu như thế nào rồi? Một con người mà có 9 đời vợ, 10 cái gì đó thì đủ hiểu rồi. Bây giờ bể mánh rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.